Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Chim Cút Team. Hôm nay thì giờ cũng đã chiều rồi, xíu nữa mình cùng với anh Thi sẽ đi lặn đêm nha mọi người. Bây giờ mình đang ở ngoài biển để mà chuẩn bị đem đồ lặn để đi ra ngoài thúng á, rồi mình sẽ lặn. Bây giờ mọi người đợi xíu nha, xíu nữa mình sẽ quay cho mọi người xem hành trình của đêm nay nha. Bây giờ anh em mình đã tới rồi, bây giờ chuẩn bị đi thúng ra lặn nha mọi người. Chiều cũng thấy nó gì đi. Bê, sao rồi? Đi về đi. Thật sự. Về. Về đi. Về con. Về đi, đi theo đi lặn mà. Chú đi lặn mà. Con đi về đi. Đi này, đi theo mày. Mấy ta. Con bay là nó thích tắm biển. Con bay để nó tắm biển lắm. Giờ mình đi lò mà nó cũng đi theo đây mọi người. Đi. Nó ngạp. Ăn thi đây mọi người. Không sao. Tới giờ đi lò mà con bay nó không chịu về mọi người. Đi về đi. Nàng nãy đi về đi. Đúng không? Giờ tức là giờ phải dắt nó đi vô bờ nó mới chịu về. Ok, bây giờ anh Thi sẽ quay máy nha mọi người. Camera của fan của mình đây. Hiện tại thì mấy anh em mình đã đi đến điểm để làng rồi nha mọi người. Bây giờ anh Thi sẽ mặc đồ vào và chuẩn bị. Thank you.
Đây là thành quả của anh em mình nha mọi người. Được hai con, bây giờ thì sẽ lồm luôn nha mọi người. Nên mọi người cẩn có đây, mọi người lồm thì cẩn thận, nhất là cái vai ở trên đây của nó nha, nó rất là độc nha. Còn anh gì còn ác vậy? Ui. Ok, đây là thịt của con cá sau khi làm xong nha mọi người. Rất là thịt, rất là tráng luôn. Bây giờ anh em mình sẽ tiến hành làm món có mặt quẩy sầu xả. Thank you.
Ok, bây giờ mấy anh em mình sẽ thưởng thức nha mọi người. Múc lên thôi. Mặn nè. Thơm đi. Bữa là có mùi bột hút vô nữa, nó thơm, nó khởi mùi tanh nữa. Có cái này mặn nha. Em bỏ nó tốn vô, trộn nước vô. Nó mới ngon. Mặn. Bỏ tính trốn vô ăn nó ngon. Có bỏ trốn vô trộn nước này nó ngon. Nước ngọt lắm. Mọi người nhé. Mọi người nhé. Mọi người nhé. Mệt. Thế bọn trốn lên nè. Mời tất cả mọi người miếng có mệt quỷ nha. Ngon rồi. Ngon không? Nó là thịt cái thơm chứ đâu tánh. Có này là tánh không? Mời tất cả mọi người nha. Nó thơm mà. Ngon quá. Ngon đúng không? Mặn. Ê, bánh trốn vô nó mới ngon. Bánh trốn, cho nước vô, cho nước nó ngon mà. Bánh trốn vô là... Bánh trốn ướp cũng dư quá. Ngon lắm mọi người. Mọi người ăn. Bọc tư vô đây. Ê, chanh đúng quá. Ngon, vừa. Ngon khơi vừa. Bớt lại luôn. Bánh trốn nhiều vô ăn đúng không? Ăn không? Có ăn không đạt nhưng mà lỏng thì có bắt tay. Có rồi béo rồi. Ngon quá. Rồi, ngọt ngọt béo béo. Rồi nãy mà không có dăm không? Có đang bổ lắm. Làm có dăm ở làm chứ không có nữa. Không được, nhưng bữa nay đây là bị dăm đi. Tuyệt vời. Ngon không? Ngon mạnh. Ngon. Xíu mày gì đừng so mất chứ không. Thì không phải lo không được. Nói giờ mày gì đừng so uống để có nguy hiểm. Uống thì lâu thì cũng được. Mà nói chung tốt nhất là thòa uống lại là biết không. Còn hôm nay là còn có mình bia luôn biết không? Không mà không nên lết xe, không uống bia thì lết xe. Ngon quá. Sao mà ngon quá. Rất ngon mọi người ạ. Rất tuyệt vời. Có đây hiếm lắm mọi người ạ. Chỉ có ở quê mình mới có thôi. Người ta đi làm, người ta đi làng ở ngoài này, biển á. Là mới có những cái loại như thế này. Có đây bà anh làm ở biển nha. Quá ngon á. Ai bỏ bò hút vô luôn nghe, có bị bò hút không? Bò hút không ạ? Hay là bò tanh không ạ? Nó lòng béo này. Mời mọi người tiếp nha. Ăn mời chấm muối thì khỏi ăn mấy món này ngon nha. Đúng không? Dạ. Mời mọi người nha. Ăn muối này ăn gì cũng ngon. Mua đài lồn nếu mua bố cái nhà bị bè á. Đúng không? Ngon quá. Giờ thịt nó cháy đúng không? Mình cái vô là sáng mình thịt nó cháy. Có lần nãy thì nấu bên chua không được. Mà sò gỡ ngon hơn. Sò gỡ ngon hơn. Chung là ngon, nó nên là ngon đúng không? Ngon. Mời mọi người nha. Nước ngon ghê. Ngon quá. Thì nó luôn đói mà. Còn đói lắm. Mời mọi người tiếp nha. Cái đào lắm ta. Đào lắm. Mời mọi người ăn cái đào nha. Quang.
Ngon. Đồ ăn ít chắc rồi. Ngon quá mà. Không quen rồi. Nó quen rồi. Đồ ăn ngon quá. Đúng không? Ngon thì ngon, ngon thiệt hơn. Trượt ba. Để cái anh đó, anh cùng nói chát quá. Bảo sư tôi này. Bảo không làm được ăn. Chân mát đúng ngon đúng không? Mát nguyên phổi. Hào cái món ngon ăn chân mát á. Mới tình lên với đường với ớt thôi mọi người, là vỏ nó sẽ rất là ngon nha mọi người. Dạ mọi người to đâu biết ăn có chất mắm gì đâu. Thấy không biết cách vỏ chứ không? Ngon mà. Có là nhìn nó giống con nắm à. Có đây thì tôi kêu có bạch quỷ. Không mà lồn cái vô đâu nhìn giống con nắm thiệt chứ. Nắm nắm rồi. Con cá nắm nhìn nó cũng đỏ ngon hết. Bỏ cái vô thử. Mời tất cả mọi người nha. Rồi. À đó, con nghỉ luôn đi. Ngon. Ngọt béo bùi. Rồi. À, miếng thịt vô cái đuôi đây mọi người. Mời tất cả mọi người nha. Ngon quá, uống béo không? Ngon. Chụp vào. Mời tất cả mọi người nha. Thôi vậy, thấy ngon cái gì? Rất là ngon mọi người ạ. Có mùi nghệ đó. Em mặn ăn cái đó luôn không? Nhiều vô. Mặn vô chứ. Ăn cái đó. Dê béo béo ngon rồi. Có đây cái đạo ngon đúng không? Mình nó cũng ngon, có thịt nhiều cũng dư. Mời mọi người miếng bánh tráng nha. Mời mọi người miếng thịt của con cá nè. À, thôi bây giờ chắc anh em mình sẽ kết thúc video tại đây nha mọi người. Nếu mọi người thấy video của anh em mình hay thì hãy like và đăng ký kênh. Và đừng quên bấm chuông để đón xem những video mới nhất của anh em mình nha. Bye tất cả mọi người.